Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tâm điểm tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, như đã thông tin ở bản tin trước về việc khách hàng tố công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ TD Việt Nam gắn mác Nhật cho sản phẩm ghế massage Trung Quốc. Bên cạnh đó, trên trang web fujiluxury.vn còn quảng cáo các sản phẩm này vượt quá công dụng của ghế massage. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã chỉ đạo đội quản lý thị trường số 4 kiểm tra và xử phạt công ty này với việc không niêm yết giá tại cửa hàng theo đúng quy định của pháp luật. Mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ngay sau đây. Vừa qua, đội quản lý thị trường số 4 đã xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ TD Việt Nam về việc không niêm yết giá theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, theo công văn bản gửi báo người tiêu dùng của Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019, đội quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ TD Việt Nam, địa chỉ số 132 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy cơ sở kinh doanh ghế massage thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ TD Việt Nam đang bày bán 7 chiếc ghế massage. Ông Nguyễn Duy Tông, giám đốc công ty đã làm việc với đoàn kiểm tra và xuất trình bộ tờ khai hàng hóa nhập khẩu của sản phẩm ghế massage. Hàng hóa có nhãn gốc do Trung Quốc sản xuất, có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Kết quả kiểm tra, đội quản lý thị trường số 4 đã phạt công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ TD Việt Nam số tiền 1 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không thực hiện niêm yết giá tại địa điểm phải niêm yết theo quy định. Trước đó, như đã thông tin, việc một khách hàng tiêu dùng tại Bắc Ninh đặt mua ghế massage Fuji Luxury mang nhãn hiệu FG686 của công ty này được nhân viên giới thiệu là hàng Nhật 100% nên anh đã mua về sử dụng. Thế nhưng thực chất các ghế massage Fuji Luxury đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, vào thời điểm ngày 23 tháng 10 năm 2019 trở về trước, trên website fujiluxury.vn đăng tải các sản phẩm ghế massage còn có công dụng chữa trị bệnh đau nhức xương khớp, đồng thời quảng cáo là được các chuyên gia và bác sĩ khuyên dùng cho người mắc bệnh. Cũng trên website này, còn quảng cáo là ghế massage thị phần số 1 Việt Nam, chính hãng từ Nhật Bản. Mục thông tin sản phẩm không hề ghi nguồn gốc xuất xứ sản phẩm theo quy định. Điều này khiến người tiêu dùng mặc định đó là sản phẩm Nhật Bản và không nghi ngờ gì về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo đội quản lý thị trường số 4 thực hiện theo dõi, tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm, xử lý vi phạm quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ TD Việt Nam. Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước hiện nay xử lý hơn 5.000 tấn chất thải sinh hoạt. Quy trình xử lý với hệ thống khép kín cùng với công nghệ tiên tiến nhất, chuyên xử lý chất thải, bảo vệ môi trường an toàn, hợp vệ sinh. Với công nghệ xử lý chất thải hàng đầu của Mỹ và với kinh nghiệm nhiệt huyết của mình, chúng tôi mong muốn bảo vệ môi trường. Việt Nam Wine Solution tự hào mang đến công nghệ xanh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tâm điểm tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp phản hồi xin gửi về Ban Kinh tế Tiêu dùng, Báo Người Tiêu dùng, số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc cơ quan đại diện phía Nam, Tòa Nhà Báo Người Tiêu dùng, số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể gửi về hòm thư tòa soạn báo.ngườitiêuzung@gmail.com, hotline 090-191-3888. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.